Từ trước đến nay, màn ảnh Hoa ngữ vốn nổi tiếng là thế giới của các tác phẩm truyền hình có kỹ xảo ba xu, bối cảnh nghèo nàn đến thương. Dù vẫn có những bộ phim tạo nên cơn sốt trên diện rộng, song khán giả vẫn phải nhăn nhó khi chứng kiến những màn nổ quá đà về kinh phí thực hiện từ nhà sản xuất. Mặc dù vậy, vẫn có những bộ phim sống thật, sẵn sàng đối mặt với hiện thực nghèo rớt mùng tơi của mình. Dưới đây là những bộ phim Hoa ngữ, dù không được đầu tư quá nhiều, nhưng vẫn là mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Thái tử phi thăng chức ký. Bộ phim này được chấm 7,2 điểm trên Douban. Nó nổi tiếng không chỉ vì sự hài hước, mà còn thoát vòng vì độ nghèo rớt mùng tơi. Thái tử phi thăng chức ký kể về mối lương duyên trời định giữa cô nàng Trương Bồng Bồng do Trương Thiên Ái thủ vai và thái tử Tề Thịnh do Thịnh Nhất Luân thủ vai. Trước đó, cả hai tuy đã là phu thê nhưng lại đối xử rất lạnh nhạt với nhau, cho đến khi Trương Bằng, một chàng trai ăn chơi từ thời hiện đại, xuyên không và nhập vào thân xác của Trương Bồng Bồng. Do bản tính đàn ông, nàng ta bỗng trở thành một trong số ít những nữ chính không bánh bèo, có tính cách mạnh men hùng vẫn có đủ sự dịu dàng khi ở bên cạnh Tề Thịnh. Thái tử phi thăng chức ký đã từng tạo nên cơn sốt vào cuối năm 2015 nhờ nội dung hài hước và dàn ngôi sao trẻ diễn vô cùng nhập tâm. Tác phẩm cũng là bệ phóng cho dàn diễn viên trong phim như Trương Thiên Ái, Thịnh Nhất Luân, Vu Mông Lung, giúp họ trở nên quen mặt với khán giả và nổi tiếng hơn. Ngoài độ lầy của mình, bộ phim còn gây chú ý bởi hiện thực nghèo rớt mùng tơi của đoàn làm phim. Trang phục của phim phải nói là nhìn rất phèn, chỉ toàn là hàng to bao, đạo cụ đông tây lẫn lộn, cả đoàn chỉ có một cái quạt gió. Đến tiền thuê ca sĩ ít nổi hát nhạc phim cũng không thành, nên chỉ có thể chi một khoản nhỏ để cho Vu Mông Lung, người đảm nhận vai cửu gia trong phim, đảm nhận phần nhạc phim. Song thế sủng phi. Web drama Song thế sủng phi hội tụ đủ các yếu tố hài hước, xén xúa cũng như độ lầy lội cũng đạt đến hàng thượng thừa. Ngay ở phần 1, bộ phim Song thế sủng phi đã đạt 5 tỷ người xem, một con số mơ ước đối với nhiều bộ phim. Điều đáng nói là thành tích của phim ngược lại với kinh phí đầu tư mà phim có được. Nhìn sơ qua, khán giả có thể dễ dàng nhận ra rằng kinh phí đầu tư cho Song thế sủng phi của nhà sản xuất khá eo hẹp, số lượng phục trang và đạo cụ của bộ phim cũng vô cùng ít ỏi. Song thế sủng phi được cải biên từ quyển tiểu thuyết Bạo tiếu sủng phi là Ta chờ ngươi bỏ vợ. Nội dung phim xoay quanh khúc tiểu đàn do Lương Khiết, một cô gái từ thời hiện đại xuyên không về quá khứ và nhập vào thân xác của thiên kim phủ thượng thư Khúc Đàn Nhi. Vì hai người cùng sống trong một cơ thể nên mới xảy ra tình trạng hỗn loạn tính cách. Vẫn là hình hài, dáng dấp ấy nhưng lúc là Khúc Đàn Nhi dịu dàng, nhu nhược, khi lại trở thành Khúc tiểu đàn nhí nhảnh, nghịch ngợm. Về sau, Khúc tiểu đàn Khúc Đàn Nhi được gả cho vương gia Mạc Liên Thành do Hình Chiêu Lâm thủ vai. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ xuất phát từ mục đích chính trị, hoàn toàn không có tình yêu. Nhưng càng ở bên cạnh nhau, tiểu đàn lại càng dành cho Mạc Liên Thành những tình cảm đặc biệt. Dẫu vậy, giữa thời cuộc nhiễu nhương, Mạc Liên Thành và Khúc tiểu đàn đã phải đối mặt với hàng loạt rắc rối. Dù không được đầu tư cảnh trí, trang phục hoành tráng nhưng sự cuốn hút mới lạ ở nội dung đã giúp Song thế sủng phi trở nên ấn tượng. Nhờ thành công của bộ phim, hai diễn viên chính Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm cũng bỗng chốc nổi tiếng hơn rất nhiều ở thời điểm đó. Từ đây, cũng mở màn cho những lần hợp tác thành công trong nhiều bộ phim sau đó của Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm. Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Không đến mức nghèo như Thái tử phi thăng chức ký nhưng Trần Thiên Thiên trong lời đồn cũng là một dự án không được đầu tư quá khủng. Dù vậy, nhờ nội dung hấp dẫn và nét diễn tự nhiên của các nhân vật chính, phim được chấm 7,4 điểm trên Douban. Nhiều khán giả đánh giá rằng đây là một trong ba bộ phim ấn tượng nhất của thánh nữ xuyên không Triệu Lộ Tư. Bộ phim xoay quanh cuộc đời thú vị của cô nàng Tiểu Thiên do Triệu Lộ Tư thủ vai, ở thời hiện đại cô chính là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Sau đó, cuốn tiểu thuyết của cô đã được mua bản quyền và chuyển thể thành phim, nhưng nam chính của phim lại liên tục chất vấn các tình tiết của kịch bản, khiến phim không thể quay tiếp được nữa. Tức giận vì công việc thuận lợi, Tiểu Thiên tìm đến nam chính để chất vấn. Sau đó, cô nàng biên kịch Tiểu Thiên vô tình xuyên vào chính nội dung bộ phim của mình, trở thành tam công chúa Trần Thiên Thiên. Bởi vì xuyên vào nhân vật phụ, hưởng dương 3 tập phim, ngay đêm tân hôn với nam chính Hàn Thước thì bị tân lang tiễn về Tây Thiên, nên Tiểu Thiên đã tìm cách cứu vãn số phận của chính mình. Theo kịch bản, Trần Thiên Thiên là một cô công chúa có tướng mạo xinh đẹp ngọt ngào, nhưng lại tàn độc và ngang ngược, cũng vì thế nàng bị dân chúng vô cùng căm ghét. Quyết không chấp nhận số mệnh, Trần Thiên Thiên dùng hết năng lực để tạo dựng tiếng tốt cho tam công chúa, đưa nhân vật này quay lại con đường lương thiện. Không chỉ xoay ngược tình thế biến bản thân từ nữ phụ lên nữ chính, Trần Thiên Thiên còn thuận lợi khiến Hàn Thước buông bỏ ý định thâu tóm nữ quốc Đông Lương và chiếm được trái tim của chàng. Từ đấy về sau là chuỗi ngày ngọt ngào, giải đường khắp nơi của nam nữ chính. Đại Tống thiếu niên chí phần 1.
Đại Tống Thiếu Niên Chí nhận được những đánh giá tích cực vì đã truyền tải những giá trị tích cực về tình yêu đất nước và theo đuổi ước mơ. Phim nhận được số điểm 8,2 trên Douban, dù không được quảng bá rầm rộ. Nội dung phim xoay quanh một nhóm thiếu niên cùng bắt tay nhau bảo vệ sự yên bình của Bắc Tống trong bối cảnh chiến tranh Bắc Tống, Tây Hạ thời Khánh Lịch. Nhóm thiếu niên này được quy tụ về một nơi để tiếp nhận đào tạo chuyên nghiệp về mọi mặt. Tuy thời gian đầu, mỗi người một cá tính khi sống và học tập cùng nhau đã gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Nhưng trải qua nhiều thử thách, họ dần học được cách hòa hợp và thấu hiểu nhau hơn, từ đó đoàn kết cùng nhau bảo vệ Giang Sơn xã tắc. Dàn diễn viên của phim khi ấy đều là những cái tên có danh tiếng trung bình, không chìm không nổi, nhưng bù lại, đa số họ đều từng được công nhận về diễn xuất. Nhờ vậy mà dù bị đẩy lên sóng một cách bất ngờ, không được quảng bá tử tế, bộ phim vẫn thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh dàn diễn viên có thực lực, các yếu tố khác của phim cũng được đánh giá cao. Đó là kịch bản logic và hấp dẫn, các tình tiết vừa hài hước vừa kịch tính, tương tác giữa các diễn viên tự nhiên, các cảnh hành động đẹp mắt, tuyến tình cảm đáng yêu. Cẩm Y Chi Hạ. Cẩm Y Chi Hạ cũng nằm trong top những bộ phim nghèo thoát vòng của màn ảnh Hoa ngữ trong vài năm gần đây. Kinh phí của đoàn phim cũng vô cùng thấp, thậm chí còn dùng phông xanh bị rách để làm kỹ xảo. Tuy vậy, nhờ có diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân, cùng nội dung hấp dẫn đã kéo bộ phim lên đỉnh cao. Cẩm Y Chi Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Phim xoay quanh hành trình phá án của Cẩm Y Vệ Lục Dịch do Nhậm Gia Luân thủ vai và bổ khoái của Lục Phiến Môn, Viên Kim Hạ do Đàm Tùng Vận thủ vai. Hai người hai tính cách trái ngược nhau nhưng bất đắc dĩ lại cùng nhau liên thủ, từ đó nảy sinh nhiều tình huống giờ khóc giờ cười nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Kim Hạ và Lục Dịch quen nhau nhờ cùng tham gia điều tra bí mật đằng sau vụ mất tích kỳ lạ của 10 vạn lượng bạc. Tuy nhiên, quan điểm sống khác nhau cùng tính cách trái ngược đã khiến cả hai không có chút cảm tình gì về nhau ngay từ đầu. Chỉ đến khi trải qua thử thách và đau thương, họ mới dần nhận ra tình yêu dành cho nhau. Đó cũng là lúc Kim Hạ biết được thân phận thật sự của mình, cùng những khúc mắc trong mối quan hệ với Lục Gia. Thuộc thể loại cổ trang phá án nhưng Cẩm Y Chi Hạ không làm cho khán giả cảm thấy khô khan bởi luôn có những phân cảnh phản ứng hóa học cực ngọt của cặp đôi chính. Ngay sau khi lên sóng được 10 tập đầu, Cẩm Y Chi Hạ đã trở thành đề tài bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, một phần là vì nội dung hấp dẫn, một phần là do phim bám khá sát nguyên tác. Cẩm Y Chi Hạ hấp dẫn người xem ở chỗ các tình tiết vụ án không bị rời rạc, thay vào đó mỗi một vụ án xảy ra đều có liên quan đến bí mật được che giấu đằng sau. Ở chúng có sự liên kết với nhau để giải đáp câu hỏi lớn cuối cùng, từ đó dần lộ ra nhiều bí mật về thân phận nhân vật, về những âm mưu tày trời bị bức màn đen che khuất. Ngự tứ tiểu ngỗ tác. Ngự tứ tiểu ngỗ tác lấy bối cảnh vào thời Đường, chuyện phim bắt đầu khi thiếu nữ tên Sở Sở, do Tô Hiểu Đồng thủ vai, lén gia đình lên kinh thành tham gia cuộc thi tuyển chọn ngỗ tác, pháp y. Nàng gặp được An Quận Vương Tiêu Cẩn Du, do Vương Tử Kỳ thủ vai, người đứng đầu Tam Pháp Ti và có tài năng suy luận, phá án siêu phàm. Sở Sở nể phục Tiêu Cẩn Du nên muốn ở lại cùng chàng phá án, mà Tiêu Cẩn Du cũng quý trọng tài năng của Sở Sở nên đồng ý giữ nàng lại. Trải qua chuỗi vụ án tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng, hai người họ dần khám phá ra những góc khuất bí mật về thân phận bản thân. Cũng thành công hóa giải vụ án bí ẩn liên quan đến triều đình từ hơn 18 năm trước. Đồng hành với họ còn có những bằng hữu vừa tài giỏi, chính trực cũng không kém phần hài hước là Cảnh Dực do Dương Đình Đông thủ vai, Lãnh Nguyệt do Triệu Nghiêu Kha thủ vai và Tiêu Cẩn Ly do Vương Ngạn Hâm thủ vai. Bộ phim đã đạt 8,4 điểm trên Douban với hơn 60.000 khán giả tham gia đánh giá. Điều này khiến không ít khán giả ngỡ ngàng vì hai diễn viên chính Vương Tử Kỳ và Tô Hiểu Đồng không phải cái tên quá quen thuộc. Phim nhận được nhiều lời khen khi cân bằng được cả ba yếu tố, quyền đấu, phá án và tình cảm. Trên thực tế, dù là dự án kinh phí thấp nhưng phần kịch bản của Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác không hề sơ sài mà được xây dựng rất chặt chẽ. Các tình tiết không lan man, lòng vòng mà dồn dập, đánh đúng trọng tâm, các vụ án không quá hóc búa nhưng vẫn duy trì được tính ly kỳ, bí ẩn cần có. Các diễn viên tuy không có tên tuổi nhưng diễn xuất tròn vai, phần thiết lập nhân vật cũng rất được lòng khán giả. Yếu tố tình cảm nhẹ nhàng, tương tác giữa các diễn viên ăn ý cũng góp phần không nhỏ vào thành công của Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác. Chúng ta đáng yêu như thế. Có hơi hướng giống với bộ phim Reply 1988, Chúng ta đáng yêu như thế là bộ phim thể loại thanh xuân vườn trường, xoay quanh nhóm bạn 5 người số hiệu 1992. Nhóm bạn này cùng sinh sống và lớn lên ở một khu nhà, rồi kết thành bạn bè thân thiết. Họ từ những người bạn thơ bé đã cùng nhau trải qua những ngày tươi trẻ nhất và lớn lên, cùng nắm tay đến tương lai. Không sợ một ngày phải trưởng thành, lại càng không sợ khi trưởng thành sẽ phải đi qua hành trình cô đơn.
Bởi mỗi thành viên trong nhóm bạn luôn tin rằng người đang đồng hành với mình hiện tại sẽ cùng chia sẻ nhiều bí mật hơn nữa ở tương lai. Phim được chấm đến 8,1 điểm trên Douban vì nội dung nhẹ nhàng nhưng cũng rất đổi dễ thương, vừa có sự đáng yêu trong sáng của tuổi trẻ, vừa mang nét man mác với nhiều cảm giác hoài niệm. Những điều đó đã giúp bộ phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế chinh phục rất nhiều khán giả. Dàn diễn viên dù còn khá mới mẻ như Điền Hy Vi, Lý Minh Đức, Vưu Hạo Nhiên, Lý Minh Nguyên được khen ngợi hết lời vì độ dễ thương và hợp vai, nhờ đó đã thổi vào bộ phim làn gió mới tươi trẻ và đáng yêu, cực kỳ phù hợp với không khí mà bộ phim cần đến. Kỳ Hồn. Bộ phim Kỳ Hồn là một cú lội ngược dòng đáng ngạc nhiên của màn ảnh xứ Trung. Chuyển thể từ bộ manga Đình Đám Kỳ Thủ Cớ Vây của Nhật Bản, bộ phim ban đầu bị fan nguyên tác tẩy chay thậm tệ vì hóa trang lố, sai hình tượng nhân vật và phần kỹ xảo khá dở. Nhưng sau khi chính thức công chiếu, bộ phim đã lấy lại cảm tình của khán giả. Kỳ Hồn được chấm 8,7 trên Douban và được công nhận là một trong những dự án chuyển thể tốt nhất của Trung Quốc. Chuyện phim bắt đầu vào năm 1997, cậu bé tinh nghịch thời Quang đã tình cờ phát hiện ra một bàn cờ cổ trong nhà kho của ông nội. Khi động vào bàn cờ đó, cậu vô tình giải phóng linh hồn của Trử Doanh do Trương Siêu thủ vai. Hồn ma Trử Doanh đã bị giam giữ trong đó 300 năm và nay đã được tự do, đến dương gian để bắt đầu một hành trình khám phá mới. Trử Doanh là một kỳ thủ cờ vây nước Nam Lương, tồn tại cách đây hơn nghìn năm. Chàng là người chơi cờ với Vũ Đế, được nhà vua vô cùng yêu mến và trọng dụng. Đáng tiếc người tài thì thường khiến nhiều kẻ ganh ghét, đố kỵ nên Trử Doanh đã bị hãm hại dẫn đến chết trong oan ức. Linh hồn chàng không thể siêu thoát và cứ trú ngụ nơi bàn cờ cổ, chờ đợi một chi kỷ có thể giúp chàng đạt được ước nguyện tìm kiếm nước đi thần thánh. Sau đó, thời Quang, do Hồ Tiên Hú thủ vai, vô tình xuất hiện, giải thoát cho Trử Doanh, nhưng oái oăm là cậu bé vốn không hứng thú với cờ vây. Sau khi bị anh ma dụ dỗ, ám mãi không buông, thì thời Quang đành phải chấp nhận tìm hiểu về cờ vây. Kể từ đó, niềm yêu thích cờ vây trong cậu trỗi dậy cùng với sự chỉ dạy của Trử Doanh, thời Quang từng bước tiến đến vị trí kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp, vang danh thiên hạ. Mối quan hệ của thời Quang và Trử Doanh dần phát triển theo những biến cố mà họ cùng trải qua với môn cờ vây. Giữa họ dần hình thành mối liên kết kỳ lạ không thể tách rời, cùng tương trợ, bổ sung cho nhau cùng đạt được mong ước của bản thân. Phim mang không gian vui tươi với các tình tiết hài hước được lồng ghép hợp lý, tạo cảm giác thú vị hấp dẫn, không quá căng thẳng hay nặng nề với các cuộc đấu cờ vây hại não. Kỳ Hồn còn diễn giải, đưa ra các lý thuyết, kiến thức về cờ vây để khán giả hiểu rõ thêm về môn thể thao cổ truyền này. Tư Đằng. Nếu đã nhắc đến những đoàn phim nghèo vượt khó thì không thể không kể đến Tư Đằng. Đoàn phim này đã tận dụng hết các nhân viên trong ekip, thậm chí phóng viên đưa tin cũng đưa vào làm diễn viên phụ cho đủ số lượng. Ngay cả cách cảnh mưa cũng không dùng nước mới, mà tái sử dụng nước nuôi cá. Thế nhưng, phần kỹ xảo, bối cảnh và vẻ đẹp mê hồn toát ra từ nhan của Cảnh Điềm và Trương Bân Bân đã tạo nên kỳ tích cho bộ phim. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư, khác với dòng phim cổ trang thần thoại, phim xoay quanh nhân vật chính là tên Tư Đằng nửa người, nửa yêu quái. Chuyện phim Tư Đằng bắt đầu khi chàng trai Tần Phóng, do Trương Bân Bân thủ vai, là một nhà thiết kế với sự nghiệp đã có chút thành tựu. Anh nhớ tới di nguyện của cha mình, bèn lên đường đi tế bái một vị ân nhân của tổ tiên. Chẳng ngờ anh vô tình chạm phải cơ quan đánh thức yêu nữ Tư Đằng do Cảnh Điểm thủ vai, đã ngủ say mấy chục năm. Tư Đằng ép anh phải nghe theo sự điều khiển của mình. Trong lúc đang tìm đủ mọi cách để thoát khỏi Tư Đằng, Tần Phóng dần nhận ra mối dây ràng buộc giữa quá khứ và hiện đại trong vận mệnh của mình. Còn Tư Đằng, cô dần dần cảm nhận được sự quan tâm và sẵn lòng trợ giúp vô tư của Tần Phóng, cảm nhận được sự tốt đẹp thế giới mới lạ này. Hai người bảo vệ lẫn nhau và cùng nhau trưởng thành. Với đề tài huyền huyễn, kỳ ảo mới mẻ, mối quan hệ chủ, tớ độc đáo giữa nam nữ chính, bộ phim Tư Đằng khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Tác phẩm này nhận được nhiều lời khen ngợi vì giữ đúng tinh thần của nguyên tác và có một số sửa đổi thú vị, khiến cho phim càng thêm hấp dẫn. Một điểm cộng lớn nữa cho bộ phim Tư Đằng chính là sự đầu tư hết mức cho tạo hình của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính, mặc dù kinh phí sản xuất phim hết sức eo hẹp. Người xem bị choáng ngợp với nhan sắc của đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh Cảnh Điềm trong những bộ sườn xám sang chảnh. Khoe khéo vóc dáng chuẩn chỉnh với kiểu mày lá liễu, tất cả rất phù hợp với nhân vật yêu nữ đến từ thời dân quốc. Tôi không muốn làm bạn với cậu. Không được quảng bá rầm rộ cũng chẳng có một ngôi sao quá tên tuổi nào tham gia nhưng Tôi không muốn làm bạn. Với cậu đâu vẫn đạt được những thành công nhất định khi cán mốc 8,5 điểm trên trang đánh giá phim Douban, tạo nên cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng yêu phim Hoa ngữ, đặc biệt là phim Thanh xuân vườn trường. Phim xoay quanh Lý Tiến Bộ, do Trang Đạt Phỉ thủ vai, xuyên không về quá khứ, làm bạn với mẹ của mình. Vào một ngày kia, sau khi giận dỗi với mẹ vì những khúc mắc, mâu thuẫn khi suy nghĩ giữa hai người quá khác biệt,
cô đã bỏ nhà ra đi và vô tình đã quay về năm 1999, rồi gặp lại mẹ mình thời thiếu nữ. Mẹ của nữ chính tên là Lý Thanh Đồng, một người đàn bà luôn lam lũ, vất vả khi phải nuôi cô con gái tiến bộ khôn lớn. Trong cuộc sống, bà luôn xảy ra xích mích, tranh cãi kịch liệt với con cái, vì vậy tình cảm giữa hai mẹ con dần xa cách. Trước hoàn cảnh bế tắc đó, Thượng Đế đã phải can thiệp khi xoay đổi vận mệnh, chuyển đổi dòng thời gian để tiến bộ trở về quá khứ gặp lại mẹ mình và cùng bà ấy trải qua biết bao rắc rối, giờ khóc giờ cười trong một thở thanh xuân đầy biến động, có ngọt ngào xen lẫn chút chua xót. Quay về thời những năm 2000, Lý Tiến Bộ còn gặp gỡ những người bạn mới mang các dáng vẻ, sắc thái riêng biệt như chàng trai đáng yêu Đoạn Tiêu do Chu Ngạn Thần thủ vai, cô bạn mũm mĩm Thủy Thủy do Vương Y Miểu thủ vai, anh chàng tốt bụng nhiều lời Vương Tiểu Mẫn do Quách Hân Vũ thủ vai, cậu bạn kính cận trầm tính Ngô Chí Huân do Cổ Tử Thành thủ vai và đầu gấu trường học khiến ai cũng sợ Trần Quân Hà do Mã Tư Siêu thủ vai. Những chàng trai, cô gái tuổi mới lớn cùng trải qua năm tháng học trò tràn ngập mộng mơ, ngây ngô và khờ dại. Họ cùng nhau tạo nên tình bạn, tình yêu và tình thân đong đầy yêu thương, vượt qua những biến cố đầu đời để học cách trưởng thành. Sau khi Lý Tiến Bộ trải qua tuổi thanh xuân với mẹ của mình, cô cũng đã hiểu được tính cách, quá khứ của mẹ và từ đó sau khi trở về với hiện thực, cô gái đã thông cảm và yêu thương mẹ mình hơn, hóa giải mọi khúc mắc, cùng tìm ra chân lý của cuộc sống. Trên đây là những bộ phim con nhà nghèo nhưng chất lượng đỉnh chóp. Bạn đã xem được những bộ phim nào trong danh sách này? Bạn cảm thấy những bộ phim đó như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video kế tiếp. See you!